Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại là Phi đang có mặt ở thôn An Mỹ, xã Tam An, huyện Phú Ninh của tỉnh Quảng Nam. Và ngày hôm nay Phi cũng nhận được cái thông tin của cô Phan Thị Mỹ Dung cầu cứu. Thì hiện tại cô bị bệnh rất là nặng. Thì cô bị căn bệnh tiểu đường đã biến chứng rồi, nhưng mà Phi thấy da của cô nó bị viêm, nó nổi tùm lum khắp người luôn. Nhìn rất là tội nghiệp. Hoàn cảnh của cô Dung thì cũng rất là khó khăn, là một hộ cận nghèo của địa phương. Chồng của cô thì chú cũng bị vấn đề về thần kinh, rồi cũng có một người con, nhưng mà em trai cũng sức khỏe ốm yếu, lúc trước thì bị tai nạn cho nên là cũng không thể mà lao động nặng được. Hiện tại là cô bệnh tình của cô rất là nặng, nhưng mà bây giờ là cũng không có điều kiện để đi bệnh viện. Thì Phi nhận được cái thông tin đến đây tìm hiểu, cũng như là làm một cái chương trình thay mặt các nhà hảo tâm giúp đỡ cho cô Dung. Hiện tại là Phi đang có mặt ở nhà của cô Dung. Quý vị cùng Phi tìm hiểu về hoàn cảnh của cô như thế nào nha. Rồi, chào cô ha, chào chú nha. Chào con. Thì trên tay của con là đang cầm cái giấy bệnh án của cô ha. Rồi hiện tại là cô chia sẻ về cái hoàn cảnh của cô, cũng như là cái bệnh tình của cô như thế nào được không? Cô thì rất là yếu, rất là nhiều bệnh. Trong người rất là nhiều bệnh, không những là bị tiểu đường, mà bác sĩ còn nghi là bị gan, bị thận. Còn bệnh viêm đại tràng thì lao rồi, mãn tính rồi. Giờ thêm cái chứng bệnh là viêm da cơ địa. Viêm da cơ địa. Mà họ nghi là bị gan, bị thận, biến chứng, bị sơn chó. Giờ họ nghi, họ... Bác sĩ nghi là... Bác sĩ biểu là phải chuyển vô Quy Nhơn hoặc là đi ra Huế. Nhưng mà chưa có điều kiện để đi. Rồi bây giờ là cô chú là đều bị nổi những cái vết bỏng hết, đúng không? Là cả hai đều bị luôn hả? Thằng Câu cũng bị luôn. Ba người bị luôn? Câu cũng bị luôn. Đó là viêm da cơ địa hả? Nhưng mà cái đó là bác sĩ nói là cũng có nguy cơ là sán chó hả? Nguy cơ là sán chó hoặc là bị gan, bị thận gì đó, biến chứng ra. Nó nổi tùm lum nữa đó. Khắp người luôn hả cô? Khắp người luôn. Rồi có ngứa không? Ngứa, gã cả đêm ngủ không được. Rồi... cô bị tiểu đường là bị bao nhiêu chấm? Bị 10, lúc mới vô nhập viện là 25 chấm. 25 chấm luôn. Khi ra viện là còn có 6 chấm. Bữa nay lên 17 chấm rồi. Bữa nay lên 17 chấm. Nhưng mà nó... biến cái... chấm là lỡ hết cả móng tay, móng chân. Ở đâu mà? Lỡ hết cả tài chồng nó biến tiểu đường, nó biến chứng, nó lỡ lỡ hết là luôn. Ui, nhưng mà cô phải chữa chứ, còn cô để như vậy là bữa sau nó hồi tử, nó cắt luôn cái chân đó. Lỡ hết, lỡ chân rồi. Lỡ bên nhất hết cả đây. Tay có bị không? Tay thì bữa trước 25 chấm là bị hết, lỡ hết. Nhưng mà chân là lỡ mấy cái chân lỡ đó. Miết liên tục cái chân, lỡ miết. Cái chân kia có bị không? Có hai chân luôn hả? Cái này là cô phải chữa nha. Mà nhấp, nhấp hết cái ngón chân này đi không được. Nhấp đào lên tới trên đài luôn. Giờ đi đứng không được. Đi không được, khó đi lắm. Rồi bây giờ là nó biến chứng như thế nào, bị như thế nào? Biến chứng là lỡ hết cả móng tay, móng chân. Không muốn ăn. Ăn uống không được hả? Hai ngày này là không muốn ăn luôn. Rồi sao nữa? Là ăn chó không đó. Rồi... chú là bị bệnh lâu chưa? Chú là bị tâm thần phân liệt năm 2005. 2005, 2005 đến giờ luôn hả? Là cũng 8 năm rồi đó. 18 năm. 18 năm rồi đó. Nhưng mà chú là trước đây bình thường chứ hả? Trước đây là bình thường. Bình thường mà sau này phát bệnh hả? Sau này phát bệnh mà... là 18 năm rồi. Rồi vẫn ở nhà uống thuốc bình thường hàng ngày? Không, mấy năm là vô bệnh viện miết. Một năm nay là cô để ở ngoài đây. Là cô lấy thuốc về cho uống liên tục. Là không có vô bệnh viện. Còn mấy năm là ở một mình trong đất phổ. Cho nên là vô bệnh viện miết. Hồi trước là chú làm cái gì không?
Trước là chú làm biển. Làm biển hả? Nhưng mà đột nhiên tự nhiên là phát bệnh rồi hả? Bệnh bị bổ chân châu mà ở Bình Xoa hả, cháy hết đó. Còn dạ. Chú là bị xà lon quánh vô đào là quánh vô đào cũng bị luôn hả? Hồi đó là cái cơn bão sinh châu nữa hả? Là ai cũng cháy hết rồi, mình chú sống hả? Mình chú sống mà chú bị xà lon quánh vô đào đó. Mà có rớt xuống biển không? Mà đưa vô cấp cứu là bị tâm thần luôn đó. Tâm thần luôn đến giờ luôn. À, có nghĩa là cái trận bão chân châu. Chân châu ở Bình Nam Bình Xoa vậy đó, mà cháy hết. Cháy quá trời, Bình Minh rồi đó. Nhưng mà còn mình chú sống sót, rồi bị cái lan can tàu nó đập vô. Đập vô. Rồi ảnh hưởng thần kinh luôn. Từ đó đến nay là không có làm việc được gì luôn đúng không? Không. Rồi có khi nào lên cơn không? Lên cơn mấy năm vô bệnh viện miết. Vô bệnh viện đến nỗi mà y bác sĩ kêu là cô đi nuôi bệnh nhân miết cô có ngón không? Kêu ngón giờ có ngón còn phải nuôi chứ ba mẹ chết rồi. Không ai nuôi hết. Mấy năm vô bệnh viện liên tục luôn. Cứ nữa được về được già thoáng rồi vô bệnh viện, già thoáng vô bệnh viện. Rồi bây giờ cái bệnh tình của cô thì con thấy cũng quá là trầm trọng ha. Cái tiểu đường này nó đã biến chứng rồi thì nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm, biến chứng nhanh lắm. Có thể là nó sẽ mờ mắt. Rồi mấy cái chân nó sẽ dễ bị hồi tử, những vết thương nó kìa. Nó sẽ dễ bị hồi tử. Tự nhiên máy lúc mà lửa hái cũng chả nước và lửa hết. Lửa hái chả nước và mặn cứng hái cái chân này nhức, mặn cứng hái cái chân này đầy không được. Rồi cả người cô là nổi nổi hái lên mà bằng đây bằng lem là cổ cái hầu cô lấy lửa lôm cô rạch chân đỏ ngứa. Ui trời. Chân ngứa quá chịu không nổi. Nó nhiễm trùng sao? Lấy lửa lôm rạch bụng này nè. Ôi trời. Cái nạn má ra cái lấy cô cầu. Cô hay làm nữa hả? Ai chỉ cô hay là tự cô làm? Thì cô chạ xuống bà ha lễ đó, bà lấy lửa lôm mà rạch phía xa này rạch có mơ luôn. Nhưng mà rạch má đổ ra quá trời luôn cô. Bà lấy cầu 90 độ bà ai sát trùng chứ hả? Mà cô làm như vậy nó dễ nhiễm trùng lắm nha. Nguy hiểm đó. Nhưng mà bữa nay còn làm nữa không? Bữa nay phải ngứa cò gã con lửa hết rồi. Trời ơi, quý vị thấy không? Gã lửa hết rồi này. Dạ, thân người của cô bây giờ là nổi tức đại người luôn quý vị. Phía sau đài lắm. Đại người luôn, chú cũng bị nổi luôn, chú dở chú áo lên bị. Coi thử. Sau lưng, mở sau lưng coi thử. Bị đài. Không, quý vị thấy không? Chú cũng bị nổi đại người mà cô cũng bị nổi đại người luôn. Con trai cũng bị hả? Con trai cũng nổi đại người luôn. Đại người. Nhưng mà có đi khám không? Chú với con trai có đi khám không? Cô không có điều kiện đi khám, chú ở nhà. Chú ở nhà không đi khám hả? Không uống thuốc gì hết? Không. Chú có ngứa không? Không ngứa hả? Trời, cái này là chắc là do trong nhà mình sinh hoạt kiểu sao mà nó nổi tùm lum đại người luôn nè. Nhà cửa rồi vệ sinh toilet rồi đầy đủ chứ? Đầy đủ. Mà sao nó nổi tùm lum vậy ta? Ngủ là nằm ở đâu? Cô nằm dưới đất, còn cô nằm đây, nằm trên giường. Cô nằm dưới đất, con trai cô nằm đây. Còn chú nằm giường. Chú nằm giường trai nữa. Không biết là như thế nào mà lai luôn hết cả nhà luôn nè. Có dùng chung cái gì không? Chắc là chiếu mày mồng. Mà cô chú coi thử đi chữa thử nha. Đó, bây giờ cái bệnh chính của mình là tiểu đường đúng không? Tiểu đường. Tiểu đường là tối nay là để đái thâu đường tiếp 2 hả? Biến chứng cân tăng gluco cấp máu rối loạn điện giải. Bệnh chính là E11.6 hả? Đái thiếu đường 11.6 hả? Bữa nay lên 17 chấm. Bữa nay lên 17 chấm luôn. Có biến chứng xác định khác. Bệnh kèm là viêm da cơ địa không đặc hiệu. Rồi cô xuất viện là ngày 20 tháng 4 đó hả? 20 tháng 4 đến nay luôn. 20 tháng 4 là chuyển qua bệnh viện Gia Liễu làm một tháng nữa. Mà giấy ở bệnh viện Gia Liễu cô tìm ra. Là cuối tháng 5 hả? Xuất viện là cuối tháng 5 về nhà. Cái nào nhập vô bệnh viện Gia Liễu.
Là về đây là được mấy tháng rồi? Về đây được 2-3 tháng 2-3 rồi. tháng rồi mà sức khỏe thì càng ngày nó càng bị nặng hơn hả? Nặng hơn. Mà sao mình không ở trong viện đó mà mình chữa cho nó dứt điểm luôn? Cô là bệnh viện xóm, cô vô tóm giờ nhận thuốc, cô phải về cô may đồ, cô kiếm tiền chi phí trong gia đình. À. Rồi chiều cô vô là 3 giờ họ lùm thuốc sang, cô trốn về. Cô mai tới 2 giờ sáng rồi cô mới đi ngủ, mà ngủ đâu được đâu. Cô mai là cô mai cái gì? Cô nhận đồ về cô ma, nhận đồ sữa, nhận đồ ma đó. Là cô mai là cô kiếm thêm thu nhập, cô lo cho gia đình, lo cho chú, rồi thuốc men. Thuốc men rồi đó. Yeah. Bệnh viện giờ họ khan thuốc lắm, cho nên phải mua ngoài. Mua thuốc ngoài hết hả? Thuốc bảo hiểm uống không hết. Yeah. Cho nên phải mua. Nhưng thuốc mà bây giờ vẫn còn uống thuốc chứ? Uống biết, uống liên tục. Uống mà sao nó cái tiểu đường nó không có, không hiểu lý do dùm mà sao nó lại tăng đi nữa ta, không hiểu. Đáng lẽ ra uống thuốc là nó cái bệnh nó cầm chừng chứ còn sao nó lại tăng thêm nữa, nó cô không hiểu luôn. Rồi con của cô chú là được bao nhiêu người? Một người. Có một đứa con trai đó thôi hả? Em nó bao nhiêu tuổi rồi? 22 tuổi rồi. 22 tuổi. Nghe nói là trước là bị tai nạn gì đó. Tai nạn này nặng lắm, gã xương hồn, gã xương thái dương, gã bón cái răng số quyết má nổ, làm ở Minh Thiện mà vừa được. Còn bón cái răng chưa trồng mà 5 năm rồi. Giờ bón cái răng chưa trồng chưa mà 5 năm rồi. Là bị tai nạn 5 năm rồi đó hả? 5 năm rồi. Giờ em nói làm gì? Giờ là ở đây rửa xe. Đi rửa xe hả? Rửa xe ở đâu? Rửa xe với Tâm Kỳ. Nếu rồi có phụ thêm cho cô không? Không. Hả? Không, lâu lâu cũng cho 500 triệu đó, Tết hả? Chứ còn nhà thường đủ ăn thôi hả? Không, không cho, không đưa. Như vậy là... Với lại bốn cái rang chưa trồng, cô không có lấy tiền của nó. Rồi cô mai như vậy rồi có đủ tiền trang trải không? Mua mắm, còn gạo thì đi xin. Gạo là đi xin qua. Còn tiền mua mám mà trả tiền điện. Vậy hả? Gỗ là vô mấy cái chùa. Rồi ví dụ như cô đi bệnh viện rồi ai lo cho cô, rồi ai lo cho chú? Thì cô kể hồi nãy đó, cô đi bệnh viện tốn giờ là cô... À, rồi chú ở nhà, rồi khi mà cô đi bệnh viện là chú ở nhà chú có tự lo được không? Được. Chú nấu cơm được không? Được. Nấu đồ ăn được không? Được. Ăn nước mắm. Ăn nước mắm hả? Ừ. Cô đi bệnh viện là chú ở nhà chú nấu cơm rồi chú lấy nước mắm cho ăn. Chú lấy nước mắm chú ăn miếng hả? Tội ghê ha. Chú nhiêu tuổi rồi? 52. 52 hả? Chú 52, cô 53 hả? Cô 54. Cô 54 hả? Cô lớn hơn 2 tuổi luôn. Rồi chú như vậy rồi, cái bệnh của chú có hay phát không? Lâu lâu phát lành miếng, mấy lúc và phát lành miếng rồi. Phát miếng rồi, trời nắng là phát miếng rồi. Cho nên cô biết cô... phải lái thuốc về thường xuyên, không có để các thuốc. Uống thường xuyên vậy? Uống miết mà uống quá tệ luôn. Uống mà không kiểm soát luôn à? Không. Uống mình tự không? Tiện ông uống là ông uống mười mấy viên. Ồ, uống như vậy. Cái ta chân run. Sao cô không để không cắt thuốc rồi hàng ngày cho chú uống chứ? Chứ để cho chú uống tự tiện như vậy là nguy hiểm. Dạ. Rồi có khi nào lên cân rồi đánh cô không? Có. Đợt nó khuya 12 giờ có bắt đầu bập vô chỗ này, sưng mát lên. Đánh cô sưng mát luôn hả? 12 giờ khuya hả? Tự nhiên rồi đó, cả ngầu dại cả bập vô đây cô. Đoan ngủ cô có đỡ không được. Cái là đoan ngủ rồi bập vô cái là bắt đầu xóa à, thấy sưng dù dù lên. Mà đoan ngủ đâu có đỡ được đâu. Hồi đó chú có biết không mà làm như vậy? Đâu chú, biết chứ. Chú không biết gì hết hả? Rồi bây giờ là chú cũng ở nhà biết. Rồi chú có đi hay đi lang thang ngồi đường không? Mấy lúc thì có đi. Nhưng mà đợt này là ở nhà. Mấy lúc ở mình răng Đất Phổ đây lang thang. Ở trong Đất Phổ là hả? Chú là quê Đất Phổ hả? Mới đem về đây 2 năm. Mới đem về đây hả? Hồi xưa là ở trong đó. Ở trong đó mình. Là vì ở... cô bệnh cho nên cô sợ quá, cô không dám ở chung. Cho là khi bệnh nặng quá là hàng xóm mà bữa tắng lên xe biểu ra đài cái đi phó
từ tôm on xuống tôm đòn xuống tôm than phó quá. Cái rồi ông thông trưởng ông bơ đó nói ông chạ của ông kêu dông con thằng Vĩnh đó ăn phó quá, con đi tìm ăn đưa vô bệnh viện. Yeah. Cái đi tìm cái kêu hai xe taxi lên chở xuống bệnh viện mà ăn thái cái không giống chở. Cái cô bơ đeo cái má niệm Phật cô đeo vô cái bắt đầu cô kêu ba mấy đứa ở mấy đứa bọn ở dưới nhỏ hòn biểu xuống xuống ăn tiệc bà ngầu lên mới chở ở đây phỉnh á. Cái là bắt đầu ngầu lên cái ngầu phía xa múa múa đủ thứ cái cô niệm Phật cô chở miết xuống tới bệnh viện tâm thần cái nhốt vô. Cái là miết hết bệnh rồi cái bác sĩ cho rồi đỡ rồi bác đỡ sĩ rồi bác sĩ cho xuất viện. Nhưng mà quê của chú là ở Đức Phổ. Có nhà ở trong đó không? Có nhà mà giờ ông phó hết rồi ngó lên thấy trời rồi không ở được. À, phó hết rồi. Giờ là còn ở nhà trong đó. Rồi còn mấy nhà là còn bờ tường chứ còn mấy nhà đồ ông phó hết. Mấy nhà là trống trơn luôn hả? Trống trơn. Rồi không có anh chị em gì? Anh chị em ở xo đi lồm xo hết. Cha mẹ còn không? Cha mẹ chết. Tức là mấy khi là chú ở trong Đức Phổ nó một mình trong đó, đập phá nhà trong đó nữa. Đập phá nhà. Dạ. Yeah. Ui, khổ ghê ha. Rồi bây giờ là chú cũng ổn rồi đúng không? Tội mà ổn đó. Dạ. Không, cát thuốc là có nguy cơ vô bệnh viện. Nhưng mà hồi đó là đi làm biển. Làm biển. Khỏe mạnh bình thường. Ừ. Tự nhiên là cái do cái đợt bão đó đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà số chú cũng còn lớn ha. Ừ. Hồi đó là chết quá trời mà một mình chú còn sống sót. Có rớt xuống biển không? Hồi nó kêu salon quánh vô đào chắc cũng bị rớt rồi. Hồi nó là bổn ập tới là lo dọn dẹp trên tàu trên ga rồi đi nấp đó. Ừ. Mà dọn ra nó bị salon quánh vô đào đó. Bất tỉnh luôn. Bất tỉnh luôn đó. Họ đưa đi đó, trên ga cháy hết. Ừ. Trời. Chắc cũng ám ảnh như vậy. Dễ chấn thương nữa. Vừa tâm lý mà vừa bị thương nữa cho nên là bị luôn cái bệnh thần kinh luôn. Dạ. Rồi nhà của chú hiện tại là nhà nước cận nghèo. Cận nghèo đúng không? Nhà nước cho mấy tôn mới cho cá cổng, luôn cá cổng. Yeah. Mới lại cho mấy tôn đi mới sửa các tay mái nam. Dạ. Yeah. Thôi bây giờ là con cũng thay mặt các nhà hảo tâm giúp cho cô một cái số tiền. Để cô có điều kiện rồi cô đi bệnh viện chữa bệnh nha. Dạ. Chứ bây giờ mình nằm một chỗ như thế này ở nhà mà bệnh tình thì nó càng nặng. Dạ. Rồi cái bệnh tiểu đường này nữa nó rất là nguy hiểm. Nó đã biến chứng rồi thì nó sẽ ăn lần lần cái cơ thể của cô sẽ bị ăn lên lần lần. Nhiều khi sẽ cũng bị hồi tử chân của cô á. Tại vì cô làm cũng nhiều cái hoàn cảnh mà họ bị tiểu đường, nó bị cái chân nó bị hồi tử lên nên là phải cắt luôn á. Rồi mắt có thể bị mù luôn á. Dạ, nó nhiều cái nó rất là nguy hiểm. Cho nên cô vô cô chữa ha. Giờ bây giờ là ngày mai chắc cô nhập viện Quảng Nam. Hồi trước là cô nhập viện đây là Quảng Nam luôn. Bệnh viện Quảng Nam. Viện Quảng Nam à. Có ra Đà Nẵng không? Giờ đây không nổi, đây mệt quá, cô chưa biết xuống dưới đó. Có xét nghiệm sống chó đó. Là biểu nộp vô 1.50.000. Mà bữa trước là cô nhập viện mà cô không có tiền cho nên cô kêu thôi để từ từ. Cô không có tiền nên không có tiền xét nghiệm sống chó. Không xét nghiệm sống chó được. Là bữa hôm thứ mấy là thứ hai vậy đó. Cô xuống còn kêu cô xét nghiệm sống chó chưa? Kêu cô không có tiền để từ từ đã. Còn kêu cô con nói cô biết mà rằng cô không chịu xét nghiệm. Cô để biết rồi có người cô lỡ ra lạ chứ không hết đang ngay. Cô kêu thầu đường cô quá để nhập chữa cái đường đó. Yeah. Còn nên gã miết. Gã miết cả ngày cả đêm nữa hả? Xong gã miết hả? Gã đi nổi mà lái lửa lôm rạch sẵn đỏ. Trời. Như vậy là hôm trước là không có tiền để xét nghiệm sáng chó. Là cái đó xét nghiệm là triệu hả? Triệu 50. Nếu mà xét nghiệm mà phải sáng chó là chắc chắn là
cả nhà mình bị hết đúng không? Đúng. Ai cũng bị giống y như vậy đúng không? Đúng rồi. Trời, sáng chó là mình có thuốc uống chứ bộ? Có thuốc. Nhưng mà để sáng chó nó lên não, lên mắt, lên đồ cũng bị liệt luôn. Bị bẹ nổ, bị hư mát luôn. À, sáng chó mà nó lên não là liệt luôn phải không? Bẹ não luôn đúng không? Bẹ nổ. Nguy hiểm không? Nguy hiểm. À. Trời, vậy mà do điều kiện của khó khăn quá nên cũng không có tiền chạy chữa được quý vị. Thôi thì hôm nay con gửi cô một số tiền ha, để cô có điều kiện cô đi chữa bệnh nha. Cô cảm ơn con nhiều. Rồi thì con gửi giúp cô số tiền là 12 triệu đồng ha. Cô cảm ơn con nhiều. Thì trong này là gồm có gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu. Cô Lê Thu Vân ở bên Mỹ là 1 triệu. Cô Lê Thị Dân ở bên Đức là 1 triệu. Anh Hùng ở bên nước Anh là 1 triệu. Cô Tám và chị Tâm ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Nga Võ ở Thụy Sĩ là 1 triệu. Chị Chính ở bên Mỹ là 1 triệu. Gia đình Công giáo ở Sydney, Úc là 1 triệu. Anh Phước Lê ở bên Mỹ là 1 triệu. Cô Nguyễn Thị Huệ ở bên Mỹ là 1 triệu. Và cô Yến, chú Phú ở Gò Vấp là 2 triệu. Đó, tổng số tiền 12 triệu nha. Cô cảm ơn con nhiều. Cảm ơn con nhiều. Cô có nằm mơ cũng không thấy cái số tiền này. Cho nên cô rất cảm ơn cộng đồng, cô rất cảm ơn những nhà hảo tâm giúp đỡ tận tình. Dạ. Con cố gắng. Cô cũng cố gắng để chữa bệnh cho bác, để mà lo cho ông chồng bị tâm thần. Với con Trang còn nhỏ quá cho nên là cũng ở gần nó để mà động viên cho nó có lòng làm ăn, có sức khỏe. Dạ. Vô cùng cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Dạ. Rất rất là cảm động những nhà hảo tâm đã tận tình giúp đỡ. Rồi, cố gắng cô ha. Bây giờ là cô có tiền đó rồi, bây giờ là cô đi vô viện cấp cứu nha. Càng sớm càng tốt ha. Dạ. Cái rễ mà bệnh tình nó kéo dài, nó nguy hiểm rồi. Có chuyện gì là cũng khổ nữa. Chú như vậy nữa rồi biết ai lo chăm sóc nè. Con trai là đi làm sáng đi chiều về? Sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về hả? Con có điện thoại của cô mở ra thấy hả? Bón cái rang chưa trồng thấy tội lắm. Nó cười mà cô khóc. Nó cười mà cô khóc hả? Bốn cái răng là chưa trồng được luôn. Răng thì trồng cũng đâu có bao nhiêu tiền. Chưa có, lòm cũng bắp bay. Một cái răng thì cũng nếu mà cũng tùy loại đúng không? Nếu mà gắn vô luôn thì cũng nhiều loại nữa. Nhưng mà cũng chưa có trồng được luôn. Chưa trồng luôn. Thành cô không dám lấy tiền quá. Nó làm lương có được không? Làm lương chỗ 4 triệu, cái chỗ 5 triệu, kêu con làm nữa, con cũng tiết kiệm tháng dư cũng được triệu cho răng hà được con. Cái má đi ra tới Đà Nẵng mà tháng 4-5 triệu đủ ăn, đủ thuê phòng trọ với lồn chỉ có dư mà má hỏa tiền biết. Má hỏa tiền là con buồn. Đi ra làm Đà Nẵng tháng 4-5 triệu, ăn uống rồi thuê phòng trọ này kia là cũng hết rồi. Hết rồi con. Giờ cũng khổ quá ha. Dạ. Thôi, có gì là chiều nay hoặc là ngày mai cô xuống bệnh viện cô chữa đi nha. Rồi. Dạ. Nếu mà được thì mình chuyển ra luôn ngồi Đà Nẵng chữa. Ha. Rồi xét nghiệm sáng chó coi thử có không. Có thì mình chữa chứ để nó lây não thì nguy hiểm nữa. Rồi. Cô như vậy chứ đủ thứ bệnh nguy hiểm hết. Nhưng mà cứ nằm miết ở nhà như thế này thì cũng không thể nào mà cứu chữa được luôn. Đó thì cũng may là Phi biết cái hoàn cảnh của cô và đến giúp cô kịp thời có được cái số tiền đi chữa bệnh. Rồi cô cố gắng đi nha. Dạ, cố gắng rồi chữa cho lành.
Thôi bây giờ con cũng xin phép nha. Dạ. Yeah. Con ăn uống chưa chưa? Con hả? Giờ con cũng chưa tí nữa con về nhà con ăn luôn. Dạ. Thôi con xin phép con đây ha. Dạ. Thì cô cảm ơn con nhiều. Cũng cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với ngày hôm nay để giúp đỡ cho cô Dung có được một số kinh phí để cô đi chạy chữa bệnh kịp thời. Thì cũng xin kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều thành công để tiếp tục đồng hành cùng với giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Yeah.